Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, học tập. Tức là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sự lý lịch trích ngang của đàn trai. Mời em mời gái. Đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Ngọc Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, ở quận mấy em? Dạ, quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài. Không uống rượu luôn. Dạ, dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ, em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ, em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Thì hầu qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai, rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi, sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi, dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua ba mối tình rồi. Trời ơi, ba mối rồi. Nhưng mà hai mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Dạ, kia. Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh. Dạ. Giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa? Dạ, không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Thì sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ vậy? Sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Anh ơi. Trời ơi, chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn cao một chút. Khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ, em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không?
Dạ, tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba. Trời đất ơi, không có cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men rồi, men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà với Bình Phước rồi. Có nhà riêng luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê sống ở quê luôn, ở Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Cũng ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào Chát. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó. Mà cũng khờ nữa, năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch, mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được, bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không, được không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó, ai cũng vậy. Dạ vậy dạ, thì tốt mẹ quá, cũng dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi. Nhưng hôm nay mới được lên chương trình. Dạ. Được quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em... thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi, xa lớp rồi, xa thầy rồi, nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nha. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao? Dép này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Dạ anh Linh nhiều dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh. À vậy dạ. Dạ em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em tặng. Ồ vậy hay đó em, dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép hồng hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ dạ đúng rồi. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại
ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì đó không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh vì món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. À. Dạ, hát một khúc thôi ạ. À. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mong mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả, Châu Thanh Trì hả? Dạ. Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng thế nào? Dạ, tỉ muội à, tỉ muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm đó, hả? Nói gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương, thì mình cho nhau một cơ hội nha em nhé. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nó bấm đâu thì bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Dạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. À. Chúc mừng. Mẹ. Tay nhau nào. À, bắt đầu từ giờ phút này. Giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Mình chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác. Cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Thấy. Đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc.
phụ chăm con này kia không, hay là mình chị hết? Nói chung ông xã thì thi thoảng ổng chu cấp một chút ít thôi, còn chủ yếu là từ mình. Ừ, là chị Huệ là ở Nha Trang luôn. Nếu mà ghi hình ở Sài Gòn thì mình có sắp xếp vào được không chị? Ghi hình, nếu mà ghi hình thì khoảng thời gian bao lâu vậy chị? À, tại vì sau cái buổi này nếu mà chị được chọn thì chương trình sẽ làm tiếp những cái thủ tục phía sau nữa, nhưng quan trọng là mình có sắp xếp được hay không thôi nha. Dạ chị. Ừ, dạ rồi, bây giờ chị Huệ chia sẻ về hình mẫu mình mong muốn đi. Hình mẫu thì mình mong muốn có một người biết quan tâm chăm sóc gia đình, chứ còn không có như cái người lúc trước của mình, nên là cuộc sống nó rất là mệt mỏi. Rồi, tuổi tác, vùng miền, công việc của anh này? Vùng miền thì cũng không có quan trọng, tuổi tác thì khổ hơn tuổi mình. Nói chung là mình muốn một cái con người họ hơn tuổi mình thì chuẩn chạc, thì họ sẽ biết suy nghĩ và lo lắng chăm sóc cho mình hơn. Còn công việc thì một cái công việc nào đó ổn định, chứ cũng không có cần thiết là mình phải làm việc này hay là việc cao sang việc kia. Một cuộc sống tốt là được rồi, cũng không cần phải giàu có cao sang lắm đâu. Rồi, cùng hoàn cảnh với mình, đã có gia đình này kia thì vẫn được ha? Vẫn được, miễn sao là hiểu và chia sẻ cho nhau, không gây ảnh hưởng gì tới đối phương bên này và đối phương bên kia. Rồi, người này thì đang ở đâu thì được chị? Ở đâu cũng được, cái điều vùng miền nó không có quan trọng. Là chị có thể yêu xa được đúng không ạ? Được. Ừ, có thể yêu xa được, rồi. Ok. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không chị? Không, mình cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Ừ. Ok, cảm ơn chị Huệ ha. Nếu mà sau buổi này nếu mà chị được chọn á, thì chương trình sẽ có cái thông báo đến cho chị. Sau đó là mình sẽ còn sắp xếp những cái chặng đường phía sau nữa. Nha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình mới thông báo tiếp những cái kế hoạch phía sau cho mình nữa ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Chào chị. Dạ, rồi cảm ơn. Biên tập hay phiên cáp nha, chứ còn tên có trong này nhưng mà không hỏi là chị không đồng ý đâu đó. Hải Ngân nãy giờ đâu rồi? Mình tươi cười vui vẻ lên nha chị ơi. Tụi em có quay clip lại đó nha. Cho nên mình cứ tươi cười vui vẻ thoải mái nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về họ tên của mình trước đi chị ơi. Chị nghe thấy tụi em nói không? Vậy hả? Chị thấy, tại vì chị thấy nhiều người chị không biết được hỏi ai á. Dạ rồi, em chào chị nha. Ở đây là có ban biên tập của chương trình và các bạn sản xuất của chương trình nha. Thì chị cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ về bản thân mình giúp em nè. Rồi, chị là Lê Thị Hồng Cẩm Vân, chị sinh năm 1975. Lê Thị Hồng Cẩm Vân hả chị? Quê em. À, sinh năm 75. Rồi, chị là quê ở đâu? Chị ở với chị 62 ấp 2 Long Thới Nhà Bè. À, còn quê gốc của chị là ở Huế hả? Đúng rồi em. À, Nhà Bè là chị đã mua nhà như đó chưa? Chị mua nhà ở dưới này rồi. Dạ rồi. Hiện tại là công việc của mình là chị gì chị? Chị là giáo viên lớp 3 trường Dương Văn Lịch. Làm giáo viên lớp 3. Dạ rồi, ok, chị cứ chủ động chia sẻ vào bản thân giúp em ha. Thứ nhất là về điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Điểm mạnh của chị à, điểm mạnh là chị là con người sống thiên về gia đình. Chị cứ chia sẻ đi, chị thấy thiếu gì tụi em sẽ hỏi thêm nha. Rồi chị thích nấu ăn, rồi thích nói chung là nội trợ, rồi là những cái công việc của gia đình. Rồi cũng ra xã hội thì cũng làm, ở trường thì cũng làm bên cán sự của trường, rồi cũng năng nổ các hoạt động của trường. Về điểm yếu thì là thứ nhất là cái tính của chị là nó thẳng thắn, thứ hai là chị thích nghiêm túc, tất cả mọi mối quan hệ bạn bè hay là tình cảm gia đình thì cũng là rất nghiêm túc, nhưng cái đó nó rất hạn chế chị về cái cách giao tiếp hay là quen bạn á, nó cứ bị hạn chế, bởi vì có thể là gặp người này thì người ta cứ bông đùa hoặc cái gì đó chị không thích thì là nó bị hạn chế trong cái mức đó. Nên là chị đăng ký cái chương
trình này là cũng mong muốn tìm được người nó phù hợp. Vậy thì chuyện hôn nhân trước đây, tình trường trước đây chị đã từng lập gia đình hay gì chưa? Thực ra chị lập gia đình rồi, nhưng mà chị sống với nhau được 1 năm thôi. Nhưng mà anh ấy gia trưởng quá, thì công việc chị đi dạy thì cứ lu bu đến từ sáng đến tối, thì cái công việc nhà nó sẽ bị hạn chế. Vậy là anh nó ghen quá thì chị phải chia tay. Là chị đã có con chưa? Có rồi em, một bé trai, bây giờ hiện tại đang ở bên Nhật á. Ở bên Nhật hả? Được bao nhiêu tuổi chị? 23 tuổi em. 23 tuổi rồi. Dạ, chị ly hôn cách đây được bao lâu rồi? Thì sinh bé được 1 năm là ly hôn em. Không, ý là ly hôn chồng cách đây là gì? Là 22 năm rồi hả? Đúng em. 22 năm chị có tìm hiểu ai khác không? Không, thì cũng có nhiều người tới mà kiểu là về tình cảm thì hầu như là chị không còn. Thứ hai nữa là mình nghiêm túc quá, người ta cũng kiểu là không có cơ hội, người ta bông đùa. Rồi, coi như là cũng khá là lâu rồi mình không có quen ai. Thì bây giờ là chị mong muốn tìm một cái người như thế nào chị? Nếu mà được trong ngành giáo dục hoặc là cơ quan nhà nước thì nó tốt nhất. Trong cũng được, kinh doanh cũng được, nhưng mà người ta phải là đứng đắn. Phải không thể là mẫu mực một xíu. Tiếp đi chị ơi, nói về hình mẫu nè, chị còn mong muốn gì nữa không? Về ngoại hình thì chị không quan trọng, nhưng mà nói chung là tính bớt gia trưởng. Nếu mà người miền Nam thì tốt nhất. Không gia trưởng, rượu chè cũng được nhưng mà ít thôi, thuốc cũng uống được nhưng mà ít thôi. Người miền Nam. Không rồi, còn tuổi tác anh này thì sao chị? Tuổi thì một là bằng, hai nữa trên dưới chị 5-7 tuổi cũng được. Bằng hoặc lớn hơn 5-7 tuổi. Ok. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không chị? Không, chị chỉ mong tìm được người tâm đầu ý hợp, người ta nghĩ đến gia đình thôi, chịu thương chịu khó thôi, chứ không phải là người cứ thích đi bông đùa bên ngoài á, chị sợ lắm. Rồi ok, có gì chương trình sẽ thông báo lại cho chị biết là mình có được chọn hay không ha. Sau đó là mình sẽ có một cái buổi làm nội dung với biên tập kỹ hơn, nhiều hơn. Và có cái người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo cho chị biết để mình tham gia